Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam mất gần 14 tỷ đô la sau 2 ngày. Thị trường chứng khoán Việt Nam mấy ngày gần Tết chao đảo kinh hoàng. Chưa bao giờ các nhà đầu tư chứng kiến sự sụt giảm phi mã như thế trong vòng vài năm trở lại đây. Các biện pháp ngăn ngừa và can thiệp của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương không làm sàn giao dịch chứng khoán bớt nóng lại. Mã đỏ tràn ngập thị trường và vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam mất gần 14 tỷ đô la chỉ trong vòng 2 ngày. Từ mức giảm mạnh hết biên độ hơn 60 điểm và rất khỏi mốc 1.000 điểm, đến khi kết thúc phiên giao dịch ngày 6 tháng 2, chỉ số VN Index giảm 37,11 điểm, tương ứng giảm 3,54%, còn 1.011,6 điểm. Với mức điểm này, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bay hơi hơn 132.000 tỷ đồng, tương ứng 5,8 tỷ đô la. Như vậy, chỉ trong hai phiên giao dịch đầu tuần, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã mất gần 14 tỷ đô la. Phiên giao dịch hôm nay được xem là khá kịch tính và đầy hồi hộp của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ khi mở cửa đến khi kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu nằm sàn la liệt. Mặc dù lực cầu bắt đáy khá mạnh, nhưng lực bán tháo vẫn quá lớn, khiến nỗ lực kéo giá đều không thành công. Các cổ phiếu như BID, BVS, CTG, GAS, VIC, VCG, ROS, SSI, PLX nằm ở mức giá sàn. Tuy nhiên, bước sang đợt giao dịch buổi chiều, nhiều cổ phiếu bắt đầu hồi phục và thoát được giá sàn. Lệnh mua ồ ạt được đưa vào hai sàn vào khoảng 14 giờ, đặc biệt trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, giúp khối lượng giao dịch của nhiều cổ phiếu tăng mạnh như SGP đạt gần 15 triệu cổ phiếu, STB có gần 33 triệu cổ phiếu khớp lệnh thành công, SSI có hơn 12 triệu cổ phiếu khớp lệnh, FLC có gần 14 triệu cổ phiếu trao tay. Lực cầu bắt đáy dâng cao giúp VN Index thu hẹp đà giảm và chỉ còn giảm hơn 20 điểm. Tuy nhiên, lực bán vẫn quá mạnh và tiếp tục đẩy thị trường lùi sâu trở lại. Các cổ phiếu như BID, BVS, GAS, PLX, VJC, PVD, ROS, VOE, BVS, v.v. kết thúc phiên giao dịch ở mức giá sàn. Phiên hôm nay, thị trường ghi nhận sự hồi phục của cổ phiếu như SPG, MSN, STB, VIC, NVB. Đáng kể nhất phải nói đến VOE. Cổ phiếu này dù có thời điểm dư bán giá sàn lên đến hơn 7 triệu cổ phiếu, nhưng lực cầu bắt đáy mạnh đã giúp VIE hút hết số lượng cổ phiếu giá sàn này. Khối lượng khớp lệnh của VIE trong phiên lên đến hơn 9 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, VOE còn được khối ngoại mua vào hơn 94 triệu cổ phiếu thông qua phương thức thỏa thuận trị giá 4.500 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường vì vậy cũng tăng vọt so với các phiên trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt 607 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trị giá lên đến gần 17.000 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 5.800 tỷ đồng. Như vậy, giá trị giao dịch phiên hôm nay đã tăng hơn gấp đôi so với phiên hôm qua. VN Index lao dốc kỷ lục hơn 56 điểm, cổ phiếu la liệt nằm sàn. Và hầu hết các công ty chứng khoán và chuyên gia đều cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam rơi tự do hai phiên đầu tuần. Phần lớn là do bị ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh. Việc giảm mạnh trong hai phiên đầu tuần khiến áp lực bán ra của các nhà đầu tư đang gia tăng. Ngay sau phiên giảm mạnh ngày 5 tháng 2, nhiều nhà đầu tư đã bị các nhân viên môi giới công ty chứng khoán yêu cầu phải nộp thêm tiền hoặc bị buộc phải bán ra cổ phiếu vì đang sử dụng cầm cố vay vốn tiền đầu tư trước đó.
Thuật ngữ call margin được sử dụng chính trong trường hợp này, khi giá hàng loạt cổ phiếu giảm sâu khiến tỷ lệ vay margin đụng trần. Anh Sang, một nhà đầu tư tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay vào cuối phiên ngày 5 tháng 2, anh đã bị công ty chứng khoán yêu cầu nộp thêm tiền vì đã full margin. Bước sang đầu phiên sáng nay, khi hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo thì anh Sang lại tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm tiền hoặc bán bớt cổ phiếu. Anh Sang đồng ý bán bớt cổ phiếu nhưng đặt ở giá sàn đến cuối phiên sáng cũng không bán được. Anh cho biết giờ như ngồi trên đống lửa, bán sàn thì bị lỗ nặng mà không bán cũng không xong. Tương tự, chị Hồng, một nhà đầu tư khác cho biết, vì tỷ lệ vay margin của chị cũng khá cao, dù chưa bị full, nhưng để phòng rủi ro, chị đặt bán ngay giá ATO đầu tiên sáng một cổ phiếu. Tuy nhiên, lệnh của chị vẫn không thể khớp được vì bên mua nhỏ giọt. Mãi đến khi bước sang đợt giao dịch buổi chiều, khi nhiều cổ phiếu hồi phục, thì chị mới giao dịch thành công. Chị Hồng tâm sự, đầu tư chứng khoán mà vay tiền thì phải chịu rủi ro bị khô margin. Nhưng lúc thị trường lao dốc, dù biết vậy nhưng mà cứ nhìn cổ phiếu đập sàn là tim đau, lòng thắt hết lại vì tiền trong tài khoản bốc hơi nhanh chóng. Đồng loạt các công ty chứng khoán và chuyên gia tài chính đều cho rằng nhà đầu tư cá nhân cần bình tĩnh nhưng không nên vội bắt đáy vì thị trường sẽ còn diễn biến phức tạp, khó dự báo, nhất là gần đến thời gian nghỉ Tết âm lịch. Thị trường chứng khoán khắp nơi chìm trong màu đỏ. Hôm nay mùng 6 tháng 2, chỉ số Nikkei của Nhật Bản cuối phiên giảm 4,73, tương ứng giảm 1.071,84 điểm. Thậm chí trong phiên, chỉ số này bị mất 6,89%, tương ứng mất đi 1.563,21 điểm. Theo Reuters, đây là mức giảm điểm tồi tệ nhất của Nikkei từ tháng 11 năm 1990 đến nay. Bên cạnh đó, chỉ số TOPIX của thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng giảm 4,4%, cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc tháo chạy từ thị trường Mỹ. Chỉ số Hang Seng mất đi 5,12%, tương ứng mất 1.649,8 điểm, xuống còn 30.595,42 điểm. Chỉ số MSCI Asia giảm 1,69%, tương ứng giảm 3,069 điểm, còn 179,36 điểm. Trong tình hình thị trường chứng khoán đang đi xuống, nhiều tổ chức chuyên gia đã đưa ra nhiều biện pháp để vực dậy thị trường. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra giải pháp hay thông tin chính thức nào. Trong khi đó, chỉ số VN Index ngày càng nhanh chóng chạy về điểm thấp. Mới đây, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI đã có văn bản đưa ra một số đề nghị với các công ty niêm yết. Theo VAFI, thì vừa qua, việc thực thi chính sách tiền tệ để chống lạm phát hơi sốc, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, nhất định đến các hoạt động doanh nghiệp về chính sách lãi suất và giá cả chi phí. Trong khi đó, một số kẻ đầu cơ giá xuống nhân cơ hội thị trường mất ổn định, tung tin thất thiệt về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hay thổi phồng tác động tiêu cực của lạm phát sẽ gây nên khủng hoảng kinh tế, làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân. Thế nên, VAFA đã tung ra và tiến hành một cuộc khảo sát nhanh tại một số doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng, bất động sản, vận tải, cao su, y dược, thì thấy hoạt động của các doanh nghiệp vẫn bình thường, vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng như quý 4. Chỉ riêng ngành xây dựng có thể có một số khó khăn tạm thời. Các doanh nghiệp đều đã có kinh nghiệm đối phó trong tình hình giá cả biến động và lạm phát cách nay 3 năm, nên đều có những kế hoạch ứng phó và từ trước vẫn phát triển tốt. Do đó, để đảm bảo an lòng các nhà đầu tư, VAFI đề nghị các công ty niêm yết có thể công bố nhanh và vắn tắt kết quả kinh doanh các quý với các chỉ tiêu cụ yếu như doanh thu, lợi nhuận, trong đó có nên thuyết minh đánh giá tác động của lạm phát có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình hay không. Một biện pháp khác mà VAFI đề ra
là thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành nên tích cực mua cổ phiếu của công ty mình trong khả năng tài chính cho phép. Bởi việc đó vừa thể hiện trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp với cổ đông, vừa có tác dụng trấn an nhà đầu tư một cách tốt nhất. Cùng quan điểm với VAFI, Thạc sĩ Vương Thành Long, chuyên viên nghiên cứu tài chính của BIDV, cho rằng thị trường thiếu thông tin minh bạch. Nếu như các nước phương Tây hay ở Nhật Bản đều có chỉ số để đánh giá nền kinh tế của họ như chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số bất động sản, thì ở Việt Nam chỉ có mỗi thông tin lạm phát, nhưng dân chúng vẫn rất mù mờ không biết lạm phát bao nhiêu thì đáng ngại, nên cứ xuống nhau thay đổi kế hoạch đầu tư, gây nên cảnh rủ nhau bán cổ phiếu hoặc bị cho lỗ. Về góc độ nhà đầu tư, chị Ngọc Điệp, khách hàng sàn chứng khoán Ngân hàng Công Thương cho rằng, nhà đầu tư không nên bán cổ phiếu trong thời điểm này, vì cùng nhau bán trong lúc này chỉ đẩy giá chứng khoán đi xuống. Và vấn đề mà chị lo ngại là các nhà đầu tư tổ chức lại bán ra số lượng lớn để bảo toàn vốn hay với ý đồ đè giá cổ phiếu để sau đó mua vào. Theo anh Nguyễn Trung Dũng, giám đốc môi giới công ty chứng khoán Sang Vàng GLS, thì các biện pháp đưa ra trong thời gian gần đây nếu có chỉ là biện pháp tình thế, bởi vì các luồng tiền trong xã hội đã được nhà nước siết lại để giảm lạm phát. Do đó, thị trường chỉ có thể bình ổn chứ không có khả năng tăng trở lại trong thời gian ngắn. Nhiều người đưa ra các biện pháp áp dụng giao dịch biên độ lệch, tức giá sàn chỉ cho giảm 1%, giá trần thì được tăng 5-10%. Hoặc có ý kiến cho rằng nên mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, một việc khó thực hiện vì như vậy không khác nào bán hết doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cho người nước ngoài. Thế nên, những ý kiến trên cũng không phải là biện pháp căn cơ. Theo anh Dũng, nên để cho thị trường tự quyết và nhất là duy trì hoạt động của các sàn giao dịch. Tuần này, các ngân hàng thương mại cổ phần đua nhau tăng lãi suất huy động. Nhà đầu tư nhỏ lẻ lại tìm cách bán cổ phiếu để cắt lỗ. Đưa vào ngân hàng thì việc phục hồi nhanh chóng giá chứng khoán khó trở thành hiện thực. Cái khó bây giờ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không phải là một chuyên gia kinh tế. Ông cũng không biết cách điều hành chính phủ và biết cách điều hành các bộ, các tổ chức, để có thể đưa ra một giải pháp toàn diện, bởi vì như chính ông vừa thừa nhận trong thời gian qua, là chính phủ đang gặp rắc rối trong vấn đề quản trị. Nhưng thực tế thì rõ ràng hơn rất nhiều, không phải là chỉ khó khăn mà đây là một cuộc khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Nếu không có những sự can thiệp từ phía chính quyền Mỹ trong thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ, thì có lẽ sắp tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đỏ rực, đồng thời sẽ sụp sàn nhanh chóng. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của VOTV. Xin hãy trở lại với chúng tôi để cùng theo dõi những tin tức, những bình luận sâu sắc và mới nhất.